Phải nói là trong khoảng 3-4 năm làm giày thì mình chưa bao giờ thấy một đôi giày nào như đôi giày này. Tìm kiếm thông tin trên Google, trên YouTube thì không có, nhưng mà trên TikTok thì lại rất là nhiều. Quá trời video review luôn. Đây là ASICS COD MZ, một trong những cái đôi giày khá là bí ẩn của ASICS. Mình không thật sự rõ là nó ra đời từ khi nào và nó ra đời với mục đích gì, bởi vì tìm kiếm thông tin cả về tiếng Anh, tiếng Việt, mọi thứ đều rất là khó kiếm. Thì mình nghĩ là cái đôi này nó hot lên là từ cái đợt mà những cái đôi thượng đỉnh tự nhiên lại hot ở Việt Nam, khi mà Hiếu Thứ Hai đi một cái đôi trông giống như vậy. Thì ASICS nó có một cái biểu tượng rất là giống với thượng đỉnh, thế nên là đôi này có lẽ nó hot lên từ đợt đó. Mà đúng là đôi này trông nó đẹp thật, nhìn phát là kiểu ấn tượng ngay, nhìn nó rất là đơn giản mà thực dụng ấy, rất là Nhật Bản luôn. Và cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà cầm trên tay nó là nó rất là nặng, nặng mà kiểu đầm tay ấy. Cảm nhận được ngay là một cái sự bền bỉ chắc chắn của cái đôi giày này. Về ngoại hình cơ bản thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một đôi giày rất là casual thôi. Màu sắc chủ đạo sẽ là màu trắng ngà và đế màu nâu, thêm một cái biểu tượng màu đen ở đây nữa. Với cái màu sắc như thế này thì chúng ta có thể mặc đồ phối đồ rất là dễ dàng rồi. Kể cả các bạn nam, bạn nữ thì đều có thể đi đôi giày này. Ở bên trên thì chúng ta sẽ là chủ đạo là da. Cái da này là một trong những cái chất da mà mình phải nói là cực kỳ đẹp trong tầm giá luôn. À mà nói đến tầm giá thì nói luôn, giá đôi này Van Monkey sẽ order cho các bạn đấy là 1.999.000 nhá. Đây là mức giá rất tốt luôn, phải nói thật là mình đã search một vòng trên mạng rồi thì các shop bán cơ bản là sẽ từ khoảng 2.5 triệu cho đến 3 triệu, nhưng giờ Van Monkey 1.999 nhá, mà là hàng chính hãng. Trên TikTok thì mình thấy anh em bán hơi nhiều hàng fake đấy. Mình nghĩ là các bạn không nên sử dụng những đôi đó mà nên mua chính hãng. Mua một cái đôi giày chính hãng như thế này thì mình cam đoan là các bạn có thể sử dụng được cực kỳ lâu dài luôn. Một đôi giày rất là ăn chắc mặc bền. Quay trở lại vấn đề về da của nó thì cái da này á, nó sờ vào mình thấy là có cái độ đàn hồi rất là cao. Và khi mình nhìn vào cái phần cắt của da ở đây nhé, mình có thể thấy rằng là da này nó là hai lớp da chồng lên nhau. Ở bên dưới của nó còn được bọc thêm một cái lớp đệm để cho chân chúng ta tiếp xúc vào nó êm hơn. Và cái da này thì nó sẽ là một cái da mà hơi nhăn một chút ngay từ ban đầu. Và với cái kiểu nhăn sẵn như này rồi và cộng thêm cái màu là màu trắng ngà nữa thì khi các bạn sử dụng nếu nó có bị gãy mũi hay là nó bị nhăn thêm một chút thì mình cảm thấy là nó cũng rất là ok. Nó sẽ kiểu mesh luôn với cái đôi giày, rất là ổn. Ở các cái phần biểu tượng màu đen này, chúng ta cũng sẽ có là da. Logo này là mình rất là thích, nhìn nó đẹp mà nhìn kiểu nó rất là hoài niệm, như giống kiểu ngày xưa chúng ta đi thượng đỉnh vậy. Không biết là cái logo này là thượng đỉnh bắt chiếc ASICS hay là ASICS bắt chiếc thượng đỉnh nhỉ? Đằng sau gót thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng, đây là logo của ASICS, một cái chữ A trông khá là hiện đại trong một cái phần màu đen như thế này. Đây là một cái điểm mà mình có thể thấy rằng là nó độc đáo nhất trên đôi giày này luôn. Ở mặt bên trong thì chúng ta sẽ giống hệt ở bên kia thôi, không có gì khác cả. Ở trên metal box thì chúng ta sẽ có một vài cái lỗ thoáng khí để cho khi đi lại chúng ta có một cảm giác nó thoải mái hơn. Ở bên trên nó thì sẽ là dây giày. Và dây giày này là một cái dây giày, oh my god, sờ nó rất là mềm. Không biết diễn tả như nào, như kiểu chúng ta sờ vào miếng bánh bông lan vậy. Nó mềm mà nó êm, không hiểu sao cái dây này người ta đan đẹp, sờ sướng đến như vậy. Ở bên dưới dây giày chúng ta sẽ có là lưỡi gà này là vải mesh ở mặt bên ngoài và mặt bên trong thì sẽ là vải bông. Với cái chất liệu lót bông như thế này thì đây sẽ là đôi giày cực kỳ phù hợp trong cái mùa lạnh sắp tới. Và ở bên trong của những cái này nó cũng sẽ có bọc đệm. Và cái kiểu đệm ở đây thì nó sẽ là kiểu êm nhưng không quá là mềm, cảm giác là nó chắc chân ấy. Nên là đi đôi này thì không chỉ là cái vẻ bề ngoài trông nó chắc chắn mà cái cảm giác đi của chúng ta nó cũng sẽ chắc chắn luôn. Đây bên trong nó sẽ có một cái miếng đệm lót, mặt bên dưới nó sẽ là có màu cam như thế này. Và bên trên thì cũng sẽ được bọc một cái kiểu vải bông. Mình thấy là nó khá là dày nhá, nó dày hơn tương đối nhiều so với những cái đôi giày mà mình vẫn thường review. Và vì thế nên nó cho mình một cảm giác khi mà ấn vào, sờ vào là nó rất êm. Đi vào thì có lẽ nó cũng sẽ là như vậy. Ở bên dưới đế lót chúng ta sẽ thấy, wow, nó được đan, nó được may rất là gọn, nhìn cực kỳ đẹp nhá. Cái phần bên dưới này mình sờ vào, mình thấy là nó cũng có một cái chút đệm êm nhất định để cộng thêm vào cái miếng đệm lót cho chúng ta một cảm giác đi nó êm ái thoải mái. Nó thực dụng từ trong ra ngoài, cực kỳ hay. Bên trên, bên trong là như vậy. Rồi chúng ta xuống đến bên dưới phần đế giày thì ở đây nó sẽ là một cái đế giày rất là đặc trưng, có cái màu nâu ở bên dưới outsole và bên phần midsole này thì nó sẽ kết hợp cả nâu và cả trắng ngà giống như cái phần upper trên. Đây là một cái đế mà mình thấy là rất đẹp và nó cao. Cái đế này có lẽ là nó sẽ up cho các bạn lên đến khoảng 4 cho đến 5 phân chiều cao. Nó sẽ rất là tốt cho những bạn mà muốn cải thiện chiều cao một chút khi đi giày. Nó sẽ không phải là chia nửa ra mà nó sẽ có những cái phần layer khác nhau. Và thêm cả một cái logo ASICS ở đây nữa là rất đẹp các bạn nhá. Và cái bộ đế này nó sẽ được kết nối với phần upper bên trên bằng cả keo và cả chỉ khâu. Cái chỉ khâu này thì trông rất là chắc chắn luôn, không có bất cứ một cái miếng chỉ thừa nào ở đây cả. Nói chung là đây là một cái đôi giày mà nó có cái chất liệu, chất lượng gia công, độ hoàn thiện cực kỳ cao, cực kỳ tốt, rất bền, rất bỉ luôn. Outsole, wow, outsole này cũng là một cái mà mình rất ấn tượng. Đây sẽ là một cái màu găm nhưng mà lại là găm trong suốt. Chưa bao giờ mình thấy có kiểu găm trong suốt này đâu, đây là lần đầu tiên. Cái kiểu trong suốt như này mà nó lại cảm giác là chắc nhá.
nó không hề bị éo uột một tí nào, nó rất chắc luôn. Và cái đế này nó cũng sẽ là một cái đế mà có cái độ bám rất tốt, bởi vì những cái rãnh của nó được khoét sâu và nhiều kiểu rãnh khác nhau. Cái đôi này mà nếu như các trường hợp các bạn đi lên những cái vùng núi mà kiểu trong môi trường trơn trượt ấy, chúng ta vẫn có thể đi được luôn. Và cái đế này thì nó sẽ có một cái đặc điểm là nó sẽ hơi cứng một chút, cộng thêm nữa là hơi nặng. Thì như mình đã nói rồi, đôi này đi là các bạn sẽ có được cái sự chắc chắn, cái sự bền bỉ. Đổi lại thì chúng ta sẽ mất đi một chút cái sự linh hoạt. Nhưng mà tất nhiên là đi vào thì cũng sẽ quen chân thôi, không vấn đề gì cả. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn về đôi giày cực kỳ hot này. Đây là Asics Court MZ, có khoảng 2 triệu thôi và cái vẻ ngoài thì quá tuyệt vời rồi. Mặc đồ các thứ là quá dễ với đôi này luôn. Cộng thêm nữa, đấy là cái chất lượng, cái chất liệu, sự gia công quá tốt, quá đẹp của nó. Chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản, tiêu chuẩn của Asics nên là quá đẹp các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe video này. Nếu thấy video hay và có ý thể để lại cho mình một like và subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của tập Văn Kỳ nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.